Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn giáo dục E Group, tập đoàn E Group, công ty cổ phần đầu tư phân phối E Game, công ty E Game theo đó, kết quả điều tra vụ án xác định trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức Sắc Thủy, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn E Group, công ty E Game và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân công ty E Game thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng các cổ phần tập đoàn E Group không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch như bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản, bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần. Cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án. Bộ Công an đề nghị những người bị hại cần đến làm việc, trình báo và cung cấp thông tin, hồ sơ chứng từ trong việc mua cho vay bảo đảm bằng sở hữu cổ phần tập đoàn E-Group. theo địa chỉ phòng 6 cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu số 47 Phạm Văn Đồng quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội nếu hết thời hạn điều tra vụ án theo quy định của pháp luật. Nhưng người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin tài liệu cơ quan cảnh sát điều tra sẽ không xem xét giải quyết trong vụ án. Trước đó, vào cuối tháng 3 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Thủy. Ông Đặng Văn Hiển, trưởng ban quan hệ của đông công ty e-game, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. thu tiền hơn 1.000 người qua chiêu lừa bán xe máy nhập từ nước ngoài về với giá rẻ. Nguyễn Tiến Thành cùng hai đồng phạm định thay đổi nơi ở để xóa dấu vết thì bị bắt. Năm 2023, Thành, Nguyễn Mạnh Thư và Lê Tuấn Anh lập nhiều nhóm mua bán xe trên mạng xã hội, đăng ảnh xe máy Lit Ambulis, Piazzo Yamaha Grande. Giới thiệu, đây là lô xe lướt từ nước ngoài, không có tờ khai hải quan nên giá rẻ một nửa so với thị trường. Theo mô tả, do thiếu giấy tờ nên giá giảm rất sâu, mỗi chiếc chỉ 20 đến 30 triệu đồng, cần chốt ngay để giữ hàng vì rất hiếm. Với mỗi bài đăng, chúng chạy quảng cáo nhằm tăng mức độ phổ biến để thu hút nhiều con mồi. Nhóm làm giả các tờ khai hải quan phiếu xuất kho, đơn gửi hàng rồi gửi khách nhằm chứng minh việc mua bán vận chuyển là có thật. Đạn nhân sau khi chuyển gần hết tiền nhưng chờ thời gian dài không thấy nhân viên chuyển phát nhanh giao xe nên nghi ngờ hỏi về nguồn gốc xe và tiến độ. Lúc này Thành Thư và Tuấn Anh hủy sim giác, cắt liên lạc với họ. Sau mỗi vụ cả nhóm sẽ chia tiền, ai chịu trách nhiệm khâu nối ban đầu thì lĩnh 40 đến 50%, số còn lại thuộc về hai thành viên còn lại. Mỗi khi giao dịch rút tiền, chúng thường đeo khẩu trang đi đến nhiều cây ATM khác nhau để tránh bị nhà chức trách nghi ngờ. Cả nhóm góp chung kinh phí để chi trả thuê nhà, chạy quảng cáo, mua thiết bị phục vụ lừa đảo như điện thoại sim giác, giấy in ấn. Tháng 9 năm 2013, Quá trình ra soát tội phạm trên không gian mạng, công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện ra manh mối nhỏ của đường dây. Thời gian sau, cảnh sát liên tiếp nhận đơn trình báo của một số người dân trên địa bàn về việc bị một nhóm thanh niên diễn kịch lừa bán xe không giấy tờ giá rẻ, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng. Thủ đoạn lừa đảo này không mới, song Thành Thư và Tuấn Anh rất tinh vi khi làm giả các giấy tờ để nạn nhân tin tưởng rằng giao dịch đang thực hiện là thật. Tội phạm đã đánh vào tâm lý tham mua hàng chất lượng nhưng giá rẻ của nhiều người dân địa chỉ trên các hóa đơn mua hàng phiếu xuất kho là giả khi bị nghi ngờ chúng chỉ cần chặn Facebook Zalo là xóa sạch dấu vết cơ quan điều tra xác định trong hơn một năm hơn 1.000 người ở hàng chục tỉnh thành phố đã sập bẫy của nhóm thành bị lừa hơn 10 tỷ đồng nạn nhân đa phần đang trẻ tuổi nhiều trường hợp giấu gia đình khi cảnh sát đến tiếp cận thì xấu hổ không hợp tác vì thế quá trình điều tra cũng bị tắc ở nhiều chặng vừa qua Thành cùng hai đồng phạm đã bị khởi tố, bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình Sự. Vừa qua đối tượng Phạm Minh Nhật 39 tuổi và Hồ Văn Dầu 37 tuổi bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt tử hình về tội mua bán trái chế phép chất ma túy. Theo hội đồng xét xử, số lượng ma túy các bị cáo mua bán là đặc biệt lớn, cần áp dụng hình phạt cao nhất mới đủ tính gian đe. Quá trình xét xử, Nhật và Dầu thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng, cả hai khai đầu năm ngoái quen người đàn ông tên là An Quốc tịch Campuchia, không rõ lai lịch, sau đó dầu được người này thuê vận chuyển ma túy từ khu vực gần biên giới thuộc tỉnh Đồng Tháp về thành phố Hồ Chí Minh giao cho khách với tiền công 60 triệu đồng một chuyến. Dầu đồng ý và rủ Nhật cùng tham gia. Đến đầu tháng 5 năm 2023, Dầu và Nhật đã ba lần vận chuyển ma túy cho An, được trả công 200 triệu đồng. Cả hai sau đó nảy sinh ý định không giao ma túy cho người mua theo chỉ đạo của An và chiếm đoạt đem bán lấy tiền ước tính nhiều tỷ đồng theo kế hoạch đã bàn bạc dạng sáng ngày 14 tháng 5 năm 2023 nhật và giàu thuê taxi đi từ khu vực gần nhà của giàu đến biên giới Việt Nam Campuchia để nhận ma túy từ An khi nhận đang nhận ma túy giàu núp trong bụi cây sử dụng đèn pin dọi về phía An là bông này tưởng bị lực lượng chức năng phát hiện nên hoảng sợ bỏ chạy để lại số ma túy sau khi lấy được ma túy của An nhật và giàu đưa về nhà người thân của giàu cất giấu Hai ngày sau, bộ đôi này phân nhỏ ma túy mang đi bán. Trưa ngày 24 tháng 5 năm 2023, Nhật và Dầu mang hàng đi giao đến tỉnh Lộ 10, quận Bình Tân, thì bị cảnh sát với bắt thu giữ trong cốc xe và ba lô có 10 kg vitamin. Khám xét chỗ ở của Nhật tại nhà trọ không số tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cảnh sát thu giữ thêm gần 3 kg ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ gần 1 kg ma túy tại nhà của Dầu ở tỉnh Đồng Tháp. Cơ quan điều tra xác định Nhật và giàu phải chịu trách nhiệm hình sự với số lượng ma túy các loại là gần 15 kg. Ngày 24 tháng 8, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ tăng vật hơn 800 bánh trung thu, không rõ nguồn gốc, triệu tập làm việc với chủ hàng để làm rõ. Trước đó, đội cảnh sát kinh tế công an quận Thanh Khê bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ K96, Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê. Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 810 sản phẩm bánh trung thu các loại có nhãn mát ghi bằng chữ nước ngoài. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa nêu trên. Người này thừa nhận đã mua bánh trung thu số lượng lớn, cho nổi từ nhiều nguồn trên mạng xã hội để bán lại kiếm lời. Trước đó ngày 15 tháng 8, đội quản lý thị trường số 3 và cục quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh bánh kẹo NL trên đường Kỳ Đồng, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Cơ quan chức năng phát hiện cửa hàng NL đang kinh doanh gần 1.800 bánh trung thu các loại như nhân trứng muối, trứng chảy. Không riêng Đà Nẵng, nhiều địa phương khác cũng liên tiếp bắt giữ hàng nghìn bánh trung thu không rõ nguồn gốc. Tại Hà Nội, ngày 22 tháng 8, đội quản lý thị trường số 11 phối hợp với công an quận Hà Đông kiểm tra địa điểm kinh doanh thực phẩm tại số 47, ngõ 10, đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông. Đoàn kiểm tra phát hiện 1.408 chiếc bánh trung thu, do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Đội quản lý thị trường số 11 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 20 tháng 8, đội quản lý thị trường số 5 phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an quận Hai Bà Trưng tiến hành khám 26 thùng các tông chứa bánh trung thu tại địa chỉ số 338 Trần Khát Trân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Kết quả kiểm tra, đội quản lý thị trường số 5 đã thu giữ tổng cộng 2.496 bánh trung thu do chủ hàng hóa chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Ngày 16 tháng 8, đội quản lý thị trường số 5 cũng đã thu giữ 900 chiếc bánh trung thu các loại, không rõ nguồn gốc, phố Tây Kết, Hai Bà Trưng. Chủ cơ sở khai bánh trung thu này từ Trung Quốc được nhập khẩu và đang lưu thông tại thị trường Việt Nam, nhưng lại không cung cấp được hóa đơn chứng từ hợp pháp kèm theo. Đội quản lý thị trường số 3 đã tạm giữ toàn bộ số bánh trung thu trên để ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính và làm căn cứ xử phạt. Hiện nay bánh trung thu giá rẻ không nguồn gốc xuất xứ rõ ràng được bán tràn lan trên các hội nhóm chợ mạng. Vì vậy, người tiêu dùng cần chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tiên nhà sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất, hướng dẫn bảo quản, sản phẩm phải ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, không bị dập nát biến dạng, không bị thiêu ẩm mốc hư hỏng, không có màu sắc khác thường và không có mùi khác lạ.